Hello anh em, chào anh em đã trở lại với Zero One, Zero của Tài Chính Bi. Rất vui vì được gặp nhau với những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại game One Piece Fighting Pass nha anh em. Và chắc là anh em thấy một điều đặc biệt đó là hôm nay mình không có mặt tại con ạc của mình. Đây là một con ạc chỉ mới có level 25 thôi, và lực chiến là 28k, nói chung là lực chiến khá là thấp nha. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một cái clip, nói chung thì có dịp thôi. Có dịp cho nên là mình thực hiện cái clip này thì nói chung là kiểu hướng dẫn cho những anh em nào mà chưa nạp game bao giờ thì nạp lần đầu, sẽ có những cái câu hỏi là nạp lần đầu thì nên mua những gì và nạp bao nhiêu là cho nó hợp lý. Thì đây là một cái clip mình muốn nói lại về cái vấn đề này. Thật ra thì trước mình có một clip mình nạp cho ạc của mình rồi, và mình cũng đã nói là mua những gì rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ làm lại cho những bạn mới nha. Tại vì hiện tại thì game thì rất là nhiều bạn mới chơi. Rồi, thì mình sẽ nói rất là chi tiết luôn. Chúc em một ngày vui vẻ, và xem clip nhớ like, subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. À, bạn nào chưa like, chưa subscribe thì nhớ nhấn like, subscribe nha, như bình thường thôi. Rồi, trước khi đến với clip thì mình muốn bên lề nói bên lề một xíu về một cái sự việc này. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Facebook. Đây là một cái trang cá nhân của một thanh niên tên, hiện tại như anh em thấy là có vẻ tên là Nguyễn Cảnh Giáp hay là Nguyên Cảnh Giáp gì đó, nói chung là tên như thế này nha anh em. Thì tất nhiên hình ảnh cũng như là tên Facebook này thì chắc chắn là cũng có thể là giả, cũng có thể là đúng, cho nên là mình cũng không có nói chính xác là có đúng hay không. Ở đây thì có hình avatar của thanh niên này, đấy, đang ngồi ở công viên hay ở gì đó, hình trắng đen, có những cái giọt nước đang che mắt lại. Thì vụ việc này thì nói chung thì thanh niên này có nhắn tin cho mình hỏi mua chứng minh nhân dân cho China để chơi game. Thì nói chung thì có một cái thì tất nhiên là theo giá bình thường như anh em biết rồi, bán với giá nếu mà chuyển khoản thì chỉ 30k thôi. Thì nói chung là có 30k thì nói chung là không vấn đề gì cả, tin tưởng nhau, nếu mà hai bên tin tưởng nhau thì giao dịch rất là nhanh gọn lẹ thôi chứ không vấn đề cả. Thì 30k cũng là một số tiền, nói chung là cũng nhỏ thôi, cho nên là mình cũng không có gọi là chi tiết cũng như không có kỹ càng gì cả. Nói chung thì cứ giao dịch anh em tin tưởng nhau, còn nếu mà lừa đảo thì thôi, ok, không có gì cả. Nếu lừa đảo thì thôi, scam này nọ. Thì mình đã bị thanh niên này scam 30k anh em ạ, cay thiệt. À, thật ra cũng nói chính xác cũng không phải là 30k nữa. Và nó chính xác là bị scam cái chứng minh nhân dân đấy. Chứ mình cũng không có bỏ tiền 30k mà mình mất 30k, cho nên là cái này cũng không thể gọi là bị scam 30k được. Rồi. Thì ở đây có đoạn tin nhắn anh em thấy là thanh niên có hỏi mua chứng minh nhân dân của mình đấy, rồi mình gửi chứng minh nhân dân, sau đó thì thanh niên mình có nói nhắn tin, đây mình kéo xuống nè. Đây, mình có nói là không biết sao chưa thấy có tiền nè, vẫn chưa có tiền. Bạn kiểm tra lại giúp mình. Thì mình mới nói là thanh niên nó kiểm tra lại giúp mình có tiền sao không qua. Thì sau khi thanh niên đã xem cái đoạn tin nhắn này xong thì thanh niên chặn mình luôn hay sao á. Hiện tại có dòng chữ người này đã vắng mặt trên Messenger nè. Đó, anh em thấy không? Đấy, và đây là cái hình giao dịch thành công nè. Nói chung là thanh niên có chuyện cho mình cái hình giao dịch thành công nè. Nhưng mà nói chung thì lúc lúc thanh niên chuyển cho mình ấy thì nói chung là mình cũng không có kỹ hay là không có xem chi cho nhiều cả, tại vì chỉ có 30k thôi. Mình cũng không nghĩ thanh niên nó lại scam 30k làm chi. Ai dè đâu, nói chung là qua ngày mai nói chung là thấy chưa có tiền, cho nên là mình cũng xem kỹ lại mấy cái hình này thử. Thì như anh em thấy ở đây chúng ta có một số cái nét vỡ, nói chung là như kiểu là Photoshop này. Và sau khi mình xem lại hai tấm hình thì có vẻ như đúng là Photoshop thiệt. Nhưng mà thanh niên này kiểu giả dối anh em, scam, cho nên là Photoshop này nọ các kiểu nè. Đấy, anh em thấy chỗ này nó hơi đặc biệt không? Đấy, thì nói chung là không vấn đề gì cả. Chỉ có 30k thôi thì mình cũng không có gì gọi là cây cú cả. Chủ yếu mình đưa cái nội dung mình lên đây không phải là muốn nói cho anh em, muốn không không phải là muốn cho anh em biết là thằng này bị scam 30k như thế nào. Nói chung là mình đưa lên để cho những anh em nào mà sắp tới, cũng như là ví dụ như đang tiếp xúc, như đang nhắn tin với thanh niên này rồi, và sau này nếu mà thanh niên này có nhắn tin hay gì đó thì anh em nhớ cẩn thận. Đấy, nói chung là muốn đề phòng, muốn tốt cho anh em, cho nên là mình đưa lên để thanh niên nhớ, để anh em nhớ cái thanh niên này là chắc chắn là scam và đã chắc rồi. Tự nhiên chặn mình rồi tiền không thấy là chắc chắn là scam mà chứ còn gì nữa. Cho nên là từ giờ cho đến lúc về sau mà anh em có thấy thanh niên này nhắn tin hay là có liên hệ gì đó thì anh em nhớ cẩn thận. Đấy, chủ yếu là mình muốn cho anh em tránh xa những cái thành phần như thế này thôi, chứ mình thì không vấn đề gì cả, có 30k thôi thì không vấn đề gì. Rồi, ok. Đó. Ok nha anh em, thì nói chung là mình muốn thêm một cái nội dung bên lề như vậy cho anh em biết thôi. Đấy, mục đích là muốn cho anh em tránh đụng phải những thanh niên này, nói chung là để bị tác hại. 30k nó không bao nhiêu, nhưng mà lỡ ví dụ như sau này những số tiền nó lớn hơn mà anh em gọi là dễ tin người hay gì đó thì anh em bị scam thì sẽ rất là đáng tiếc, cho nên là anh em nhớ cẩn thận nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại game nha.
Rồi ok, hiện tại mình đang có mặt tại con ạc này, nói chung là cũng còn yếu thôi, ạc newbie gọi là ạc người chơi mới, cho nên là mình có nạp vào đây, nói chung là một ít tiền và chúng ta sẽ mua những cái gói gọi là hợp lý và cũng như là hướng dẫn cho những anh em nào thắc mắc về câu hỏi này luôn nha. Thì đầu tiên thì mình sẽ vô thử cái chỗ này coi là cái chỗ gì đây. À chỗ này là chỗ nạp đầu 6 tệ anh em ơi. Anh em nạp 6 tệ là anh em lấy được chopper nha. Thì cái này thì thật ra thì anh em thích nạp cũng được, không thích thì thôi, không vấn đề gì. Phần quà cũng không có gì ngon lắm. Rồi, thì mình sẽ nói rất là chi tiết ở cái chỗ này. Chúng ta sẽ nhấp vào đây nha. Đây, cái hình cửa hàng ở shop nè anh em. Đấy, mình có khoanh đỏ anh em thấy nha. Đó. Rồi, ở chỗ này là chỗ là những cái gói mà anh em sẽ mua và những chỗ mà anh em sẽ nạp đều có mặt ở đây. Bây giờ anh em sẽ nhấp vào cái dòng cuối cùng. Đó, dòng cuối cùng. Đây là tất cả những cái gói mà anh em có thể nạp được. Gói đầu tiên như anh em thấy là chúng ta có 6 tệ. Nạp 6 tệ nha anh em. Thì nói chung là cứ mỗi tệ là chúng ta sẽ nhân lên với 4.000. Đấy là anh em sẽ quy ra được cái mốc mà anh em sẽ tốn tiền Việt Nam đồng. Ví dụ như cái này mốc này là 6 tệ đúng không? Thì anh em sẽ lấy 6 nhân 4, suy ra là 6 nhân 4 là 24. Như vậy là anh em sẽ tốn khoảng là 24.000 Việt Nam đồng. Thì chúng ta sẽ nạp cái mốc 6 tệ này, lấy được con chopper. Và phần quà anh em nhận được trong game thì anh em sẽ nhận được là 60 trái kim cương. 60 trái kim cương. Và khi anh em nạp lần đầu một cái gói đó, anh em sẽ được nhận thêm với gọi là ưu đãi như là kiểu 100% ấy. Thì anh em sẽ được 60 trái kim cương, cộng thêm 60 trái kim cương ưu đãi lần đầu nữa. Tổng cộng là anh em sẽ được 120 trái. Rồi ok. Tiếp theo là 30 tệ. Gói tiếp theo là gói 30 tệ. Thì tương tự anh em gói này anh em sẽ nhân lên với 4 là 100, khoảng 120k. Thì gói này thì phần quà sẽ nhiều hơn là anh em sẽ được tới 300 trái lận. Tuy nhiên thì tất nhiên nạp lần đầu của cái gói này anh em vẫn sẽ nhận được gấp đôi là 300, ở trên đây nữa là tổng cộng 600. Thì như anh em thấy đây mình đã có 600. Mình đã nạp cái gói này cho nên là mình được 600 nha. Rồi. Giải thích cho anh em chi tiết ở một cái chỗ như thế này, đó là anh em dễ hiểu lầm, ví dụ như là cái gói đầu tiên anh em nạp lần đầu vô, ví dụ anh em nạp gói này đi. Đó, là anh em được nhân đôi, thì những cái gói sau, tất cả những cái gói còn lại anh em sẽ không được nhân đôi là sai nha anh em. Đây mình giải thích chi tiết chỗ này, tức là ở mỗi gói, ví dụ như lần đầu tiên anh em nạp gói 6 tệ, thì lần thứ hai anh em nạp gói 30 tệ thì nó vẫn sẽ được nhân đôi ở cái gói 30 tệ, tức là mỗi gói là riêng biệt nha, nó không có tính là nạp cái gói này thì những lần sau cái gói khác như vậy. Đấy, nó sẽ có mỗi gói là nó riêng biệt. Anh em chỉ cần nạp lần đầu của cái gói đó là anh em sẽ được nhân đôi. Còn nếu ví dụ lần đầu tiên anh em nạp gói 30 tệ là anh em sẽ được 300 trái, cộng 300 trái là 600. Và lần thứ hai anh em nạp tiếp cũng là nạp tiếp gói 30 tệ thì lúc đó nạp lần hai này anh em cũng chỉ được 300 trái thôi. Chứ không còn là 600 nữa, tại vì lần trước là anh em đã nạp cái gói này rồi, cho nên những lần sau nạp cái gói đó sẽ không được. Đó. Còn những cái gói khác, ví dụ như gói này, gói này, gói này, gói này, nó cứ lần đầu là anh em nạp là anh em cộng được thêm 100%. Đó, nhất nhân 2 gọi là nhân 2 đó. Rồi, anh em hiểu chưa? Rồi, còn những tương tự như cái móc sau thì anh em cứ lấy nhân cho 4.000 nha, cứ lấy 68 nhân 4 nè, 98. Tổng cộng thì có hình như là 8 gói. Có cả gói cao nhất là 648 tệ này. Gói này thì quy ra tiền thì khoảng gần 2 triệu rưỡi, như 2 triệu tư chín mấy, hay là nói chung là xấp xỉ khoảng 2 triệu rưỡi nha anh em. 2 triệu rưỡi tiền Việt Nam đồng ấy. Rồi, ok. Nhưng mà gói này thì rất là ngon, nạp vô anh em được tổng cộng tới 12.000 mấy, hơn 12.000 trái kim cương luôn, rất là nhiều. Rồi, ok. Như vậy thì hiện tại thì mình đã nạp vào và mình đã có 600 trái kim cương như anh em thấy ở đây. Thì với 600 trái kim cương này chúng ta sẽ mua những gì cho hợp lý? Bây giờ mình sẽ mua cho anh em xem luôn nha. Đầu tiên, cái thứ đầu tiên ưu tiên đó là anh em sẽ mua cái thẻ tháng. Đây. Anh em sẽ nhấp vào cái kế cuối. Đó, cái này cái cuối nè, này cái kế cuối. Thì hình của nó là như kiểu là một cái tấm bùa bình an, một hình con mèo thần tài gì đó. Thì anh em ưu tiên anh em sẽ mua cái gói này cho mình nha. Đó. Là gói này thì anh em sẽ tốn là 300 trái kim cương ở đây. 300 trái nha anh em, bỏ ra 300 trái. Và những cái thứ mà anh em đạt được thì như sau. Anh em sẽ đạt được nhận ngay luôn, anh em mua xong là anh em nhận được liền là 300 trái góc ở trên này. Nói chung là toàn bộ phần quà trên này là anh em sẽ nhận được liền 300 trái. Hai cái thể lực bấp 90 hay gì đó này này lâu xài mình cũng quên, nói chung là hai cái đùi gà để bấp thể lực, rồi 10 mảnh tướng này là tướng A ngẫu nhiên, với lại một cái túi vàng, cái này thì như là 10 vạn hay 20 vạn gì đó. 10 vạn. Rồi, đó là phần quà nhận được liền. Tiếp theo là một số phần quà khác nữa là ở khúc dưới. Cái chỗ này là chỗ mỗi ngày nha anh em, tức là mỗi ngày anh em đăng nhập vô game anh em sẽ nhận được 100 trái, 60 thể lực và một cái túi vàng. Túi này thì khá là ít. Cái này thì chỉ có khoảng 1 vạn thôi. Đó.
Nhưng mà mỗi ngày nha anh em, tức là cái này sẽ kéo dài trong 30 ngày, gọi là thẻ tháng thì là 30 ngày. Thì trong 30 ngày đó, mỗi ngày anh em cứ đăng nhập, anh em nhận thưởng 100 trái, thì suy ra 30 ngày là anh em nhận được 3k trái nha. Tổng cộng là 3.000. 3.000 trái thì tương đương với khoảng 15 vé vàng. Đó, với lại 300 trái nhận liền hồi nãy nữa là tổng cộng phần quà ở đây. Tổng cộng phần quà anh em nhận được là 3.300 trái trong một tháng nha anh em, trong 30 ngày là 3.300 trái, với lại mới thể lực nữa, tại vì một ngày là 60 thể lực thì 30 ngày là tổng cộng là rất là nhiều, khoảng 1.800 thể lực á. Đúng rồi, 1.800. Rồi vàng nữa nè. Đấy, một ngày nhận được 1 vạn thì 30 ngày là 30 vạn. Còn cái trên này là nhận được liền, sau đó thì những ngày sau không nhận được nha. Đó, không nhận được nữa. Chị cái đầu tiên lúc mua là nhận thôi. Rồi. Đây, bây giờ mình sẽ mua luôn nha. Đấy, nói chung thì 300 trái kim cương. Đó, anh em sẽ nhấp vô cái nút vàng này để mua, sau đó nhấn tiếp nút vàng. Rồi, là anh em đã thành công mua được. Phần quà anh em nhận được liền đây, 300 trái, một mớ mãnh tướng A, hai cái đùi gà với lại 10 vạn vàng. Đó. Ok chưa? Rồi, như vậy là mình đã bỏ ra 300 trái để mình mua cái thẻ tháng này. Và sau khi anh em nhận cái đó xong thì anh em đừng quên nhấp vô cái hình này nha. Nhấp vô cái hình của cái lá bùa này để anh em nhận quà mỗi ngày, gọi là quà mỗi ngày. Đó, quà mỗi ngày của chúng ta. Sang ngày mai chúng ta online chúng ta cũng vào đây để nhấp vô cái lá bùa này, anh em sẽ nhận tiếp phần quà của mỗi ngày. Đó. Gọi là thẻ tháng mà anh em. Là trong một tháng anh em sẽ được mua liên tục thôi. Rồi. Như vậy là chúng ta đã tiêu hết 300 trái kim cương, như vậy là còn 300 trái kim cương. Bây giờ chúng ta sẽ mua tiếp nha, tại vì còn 300 trái thì chúng ta sẽ mua được thêm vài thứ nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái đầu tiên. Đây, cái đầu tiên là cái này. Thì ở đây có một cái gói cũng khá là hay, cho nên là mình sẽ mua cho anh em xem, đó là gói đầu tiên luôn. Gói này, đầu tiên luôn nha. Gói này thì tác dụng là gì thì mình sẽ nói luôn. Chúng ta sẽ bỏ ra chỉ có 60 trái kim cương thôi. Đây. Chỉ có 60 trái thôi nha anh em, rất là rẻ luôn, 60 trái thôi, nhưng mà phần quà anh em nhận được như sau. Chúng ta sẽ nhận được liền 3 vé vàng. 3 vé vàng. Và dưới này thì chúng ta nhận được một vé vàng, và trong 7 ngày tức là một tuần, chúng ta sẽ nhận liên tục là mỗi ngày một vé vàng nữa. Thì tổng cộng ở đây chúng ta nhận được 7 ngày là 7 vé, với 3 vé nhận liền đây là tổng cộng là 10 vé. Tròn 10 vé vàng nha anh em, rất là ngon luôn. Đó. Cho nên là bây giờ mình sẽ mua luôn nha. Bỏ ra 60 trái kim cương nè anh em. Đó. Chúng ta nhận nè, mua nè. Đó, được 3 vé vàng hẳn luôn, free luôn nè. Đó, thấy chưa? Rồi, sau đó thì vô thư tiếp, tại vì mỗi ngày là chúng ta nhận được một vé vàng nữa, cho nên là vô thư và nhận quà ở đây. Ủa, này không có hả? À, vậy là bắt đầu tính từ ngày mai nó mới tính nha anh em, ngày mai mới tính. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia, nói chung là trong 7 ngày tới, anh em cứ vô thư, mỗi ngày đăng nhập vô thư là nhận được một vé vàng nha. Tổng cộng là 10 vé. Đó. Để mình coi con ạc này được nhiêu vé rồi. Vãi nồi, có 4 vé vậy. Xong phim luôn. Con này mới cày sao anh em ơi? Mình vô event Shenzi thử coi. Ủa, có cày rồi mà đây là có 20 vé rồi nè anh em. 20 vé rồi này. Ồ, như vậy là để coi bạn ấy quay chỗ nào rồi chứ. Tại vì con A này thì người chơi mới là auto là 50 rồi, cho nên chắc chắn là bạn ấy không quay chỗ này rồi. Này vẫn là 90 vậy là không quay chỗ này luôn. Không lẽ quay chỗ này ta? Ảo nồi. Quay thế này là quay sai chỗ rồi, toang thiệt sự. Không sao, cứ cày lại thôi anh em ơi. Quay sai chỗ nào thì mình cứ cố gắng thôi, không có vấn đề gì cả. Đây. Vậy là hiện tại chúng ta còn 240 trái kim cương, cho nên là chúng ta sẽ mua nốt cái gói này luôn. Đây. Tốn 240 trái và chúng ta được 7 vé luôn, rất là ngon nha anh em. 7 vé là cũng gần 10 vé đấy anh em, đâu ít đổi đâu. Đó. Thì những cái gói khác nó không có được ngon như vậy, cho nên là chúng ta ưu tiên mua những cái gói ngon thôi. Cái gói 60 này mình mua xong là nó mất. Sau khi nhận đủ 7 ngày thì nó cũng không có trở lại cho chúng ta mua nữa, cho nên là bắt buộc chúng ta phải mua những gói khác thôi. Rồi, cho nên bây giờ mình sẽ bỏ ra 240 trái để mình mua luôn 7 vé nha. Đó, được 7 vé lận anh em ơi, rất là ngon nha. Với lại thêm sách kinh nghiệm này nọ nữa. Rồi, như vậy là mình vừa giúp cho bạn ấy có thêm một cái lượng số lượng vé, tổng cộng là 11 vé. Vé thì đã hết rồi, chắc là bạn ấy quay ở chỗ này quá. Không biết là bạn ấy đã quay bao nhiêu vô đây rồi, có gì mình sẽ nhắn tin hỏi nha. Tại vì mình cần hỏi để mình sắp xếp, cũng như là chỉ cho bạn ấy những cái chỗ nào nên quay các kiểu. Cái này thì cần level 26 hả ta? Chắc là vậy, hiện tại đã đang 25 rồi à. Như vậy là nhận phát này nữa là lên 26 rồi nè. Là mình mở được cái quay quay thẻ luôn, quá ngon. Đó, vừa nói xong có luôn nha anh em. Là level 26 nè. Mở được cái quay thẻ này. Nhưng hiện tại là đã ít vé quay thẻ quá nè, cho nên là cứ từ từ thôi. Rồi, ok. Đó là tổng cộng 600 trái kim cương mà mình đã tiêu, và mình mua những cái gói rất là hợp lý, cũng như là giúp cho tân thủ các kiểu.
Hiện tại thì cái nhiệm vụ Sanji này là cái chỗ kiếm vé vàng ngon nhất nè, tại vì ở đây thì được tới 30 vé rồi, rất là ngon. Nhưng mà bạn ấy đã cày mất gọi là 20 vé và bạn ấy đã quay vô cái vòng quay kia rồi sao ấy. Cho nên bây giờ chỉ còn 10 vé này thôi. Cộng thêm 10 vé này nữa thì chúng ta sẽ được thêm 10 vé là 20 vé, khoảng 21 vé. Thêm 7 ngày free nữa là khoảng 21, 28, 30. Nói chung là khoảng 30. Khoảng 30 thì tiếp cố gắng cày tiếp nữa, với lại những cái ngày free kia là 40. Nói chung là ok, có thể gần được 50. Như là chắc chắn là quay được con ai. Thì chắc là mình sẽ hỏi bạn ấy coi bạn ấy quay vô đây bao nhiêu đã rồi mới tính tiếp được. Thì mình hỏi bạn ấy chỗ này đã. Rồi có gì thì ưu tiên quay con ai chứ cũng được. Mà tại vì cái này cứ có 50 vé thôi nên quay lấy con ai trước để chơi, để mình coi bạn ấy có con SS nào chưa. Chắc chắn là chưa rồi anh em ơi, giờ là bạn ấy quay chỗ kia rồi. Chắc bạn ấy quay cái vòng quay thường rồi. Ok anh em ơi, bởi vậy những người chơi mới đó anh em, những cái người chơi mới thì thường thường họ không có nhiều kinh nghiệm, giống như ai cũng vậy thôi, mới chơi lần đầu chắc là không có kinh nghiệm gì cả. Mình thì mình được may mắn mình được chơi những cái bản alpha test trước cho nên là mình có một ít kinh nghiệm, chứ không phải là cái gì mình cũng biết hết. Cho nên là có kinh nghiệm thì mình sẽ chỉ lại cho những bạn nào chưa biết kiểu vậy, anh em giúp đỡ lẫn nhau để cộng đồng game Việt Nam mà chơi game One Piece Patch China này tốt hơn thế thôi. Hiện tại thì đã có banner Kizaru rồi này. Giọng Kizaru khá là hay đó anh em. Rồi, ok. Tạm thời như vậy là cũng ổn áp rồi. Banner này thì nó auto 90 luôn hè. Bây giờ nó không có cho gọi là người chơi mới chúng ta cũng auto 50 như cái banner của ai ta. Đây là banner ưu đãi nè anh em. Hơi ảo nhờ. Rồi, ok. Như vậy là vừa rồi thì mình đã mua hết những cái thứ mà mình cần mua và cũng như là những anh em gọi là người chơi mới với một cái số tiền ít ỏi, chỉ khoảng tầm chưa tới 150, nói chung là hơn 100k một xíu, chưa tới 150 thì có thể mua được những cái thứ đó nếu mà nạp vô nha. Tại vì vé vàng chắc chắn là trong game này là vé vàng là rất cần thiết rồi, cho nên là anh em nạp vô một ít như vậy, mua một ít như vậy thì cũng xứng đáng thôi chứ không có gì cả. Những cái gói còn lại là những cái gói hoàn toàn cũng rẻ nhưng mà nó không có giá trị lắm. Như gói này anh em thấy là có 60 trái nhưng mà chỉ được có một vé thôi đấy, nó không đáng. Cái này cũng tương tự là 100 một vé 60 trái. Bên đây là 120 thì được 2 trái 2 vé. Thay vì đó thì mình hồi nãy mình mua cái kia có 60 nhưng mà chúng ta còn nhận được tới 10 vé anh em, thấy chưa? Quá ngon. Mấy gói dưới này là những cái gói mà chúng ta bỏ nhiều trái hơn, ví dụ là 300 trái, có tận gần 3.000 trái luôn nè, vãi thật. Đấy, cho nên là chỉ có hai cái gói đó là hai gói ok nhất thôi. À, đây còn cái gói này cũng được nè. Gói này 30 tệ nè anh em, nhưng mà gói này thì nó cũng khá là gọi là đắt. 30 tệ này là bằng luôn cả nãy giờ coi như là mình nạp để mình mua hết nhiều thứ như vậy mà. Cái này 30 tệ thì nói chung là 120k. Đấy, chưa tới 150 nha anh em, nhưng mà phần quà của anh em nhận được là một vé ở đây với lại 10 vé này nữa là tổng cộng 11 vé. Thì như kiểu là gọi là sao ta? Cứ anh em cứ hết vé là anh em cứ nạp vô như vậy, để anh em mua như vậy thì tùy người thôi. Nói chung là anh em có tiền thì anh em sẽ nạp vô cũng được. Còn nếu mà không có tiền thì chắc là không không nên nạp rồi. Nạp vào để mua những cái móc gọi là hợp lý thôi. Sau đó thì những cái móc sau thì không có tiền thì thôi, chúng ta cứ cày từ từ cũng được. Tại vì có cái gói mở đầu đó là ok rồi. Đây. Đây, chắc là vậy là cũng ok rồi. Cảm ơn em đã theo dõi clip mình. Nhớ like, subscribe để cái kênh đầy đủ ủng hộ cho mình nha. Tuyệt vời. Nói chung là người chơi mới thì mình ưu tiên anh em là hãy cày, cứ cày từ từ, không gì phải vội cả. Tiếp theo là đặc biệt là cái event Senji. Event Senji SS, anh em cố gắng cày cái event này để anh em lấy được 30 vé vàng và 20 vé quay thẻ. À, lấy luôn con CGSS tại vì con này là con SS thì lấy nó đi ải các kiểu cũng khá là ngon. Con này hệ vàng nha anh em. Đó, rồi sau đó anh em cày thêm những con khác dễ hơn. Tại vì có tướng đi thì anh em mới đi được ải, anh em mới làm được nhiệm vụ và lấy được vé kiểu vậy. Đó, cho nên là cứ cố gắng cày từ từ thôi, không gì phải vội nha. Đừng bao giờ nghĩ mình là yếu kém so với nhiều người khác, đừng bao giờ nghĩ vậy, cứ cố gắng cày. Con ạc của mình cày được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mình đã cố gắng hết sức rồi, cho nên là cứ cố gắng chơi nha anh em. Rồi, ok. Cảm ơn em một lần nữa. Bye bye.